Sai lầm phổ biến nhất của những bạn mới học tiếng Thái đó là phát âm phụ âm cuối nhóm ca giống như âm cờ của tiếng Việt. Bởi vì trong tiếng Việt, khi đọc những chữ có chữ cờ đứng cuối thì môi của tụi mình sẽ bị khép lại ngay sau khi đọc. Ví dụ như hối thúc, khóc lóc. Trong khi nếu phát âm đúng cách bằng âm cuối âm ca thì âm thanh được tạo ra sẽ là thúc, khóc, lót. Âm ca và âm cờ khi là phụ âm đầu thì có thể được đọc giống nhau, nhưng khi chúng làm phụ âm cuối thì chúng có cách đọc không giống nhau. Điểm khác biệt sẽ càng rõ rệt khi chúng kết hợp với nguyên âm u, o hoặc o. Vậy thì làm thế nào để phát âm đúng phụ âm cuối nhóm ca? Mẹo để phát âm đúng đó là ngay giây phút khi các bạn vừa phát âm xong những chữ có phụ âm cuối là âm ca thì khẩu hình miệng của chúng ta vẫn mở, vẫn phải giữ nguyên hình dáng như khi phát âm nguyên âm. Ví dụ như chữ này không đọc là lúc mà phải đọc là lúc, lúc. Trong tiếng Thái, lúc khơn có nghĩa là đứng dậy. Chữ này không đọc là bọc mà phải đọc là bọt. Bọt trong tiếng Thái có nghĩa là nói. Phụ âm cuối nhóm ca gồm có 4 chữ cái, đó là co cày, khỏ khày, kho khoai và kho rác khăn. Bên cạnh 4 chữ cái riêng lẻ này thì co cày kết hợp với ro rưa và kho khoai kết hợp với ro rưa. Khi chúng làm phụ âm cuối cũng sẽ được đọc bằng âm ca. Ví dụ như chặt, chặt nghĩa là động cơ. Khương chặt, khương chặt nghĩa là máy móc. Xạ mặt, xạ mặt, xạ mặt nghĩa là đăng ký, ứng tuyển. Tiếp theo, tụi mình cùng luyện đọc các từ vựng trong tiếng Thái có phụ âm cuối thuộc nhóm ca nha. Phốt, phốt. Lô, lô. Hạt, hạt. Thắt, thắt. Luộc, luộc. Nọt, nọt. Cót, cót. Thuộc, thuộc. Phạt, phạt. Thúc, thúc. Sắc, sắc. Khức khắc, khức khắc. Lức, lức. Nám mục, nám mục. Ma, ma. Na rắc, na rắc. Na rốt, na rốt. Lết, lết. Lết, lết. Sụt, sụt. Sụ nắc, sụ nắc. Bò rít chạc, bò rít chạc. Mệt, mệt. Khương chạc, khương chạc. Xà mạc, xà mạc. Để giúp các bạn nhớ bài tốt hơn, mình đã soạn ra một số bài tập nhỏ. Để mình có thể giúp bạn sửa bài, hãy bình luận đáp án của bạn ở bên dưới và cùng xem thử bạn làm đúng được bao nhiêu câu nha. Nếu bạn thích nội dung này, đừng quên nhấn like để ủng hộ Thỏ học tiếng Thái nha. Hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp theo.